สวัสดีค่ะ Xin chào tất cả các bạn. Mình là Ngọc Jamie Ploy và mình tạo kênh YouTube Jamie Ploy này ra để chia sẻ những video học tiếng Thái. Nên nếu các bạn quan tâm đến tiếng Thái thì nhớ đăng ký để không bị bỏ lỡ video mới nhé. Bài trước thì mình đã chia sẻ về nhóm phụ âm cuối là me cục, bao gồm các phụ âm như là co cày, khọ cày, co khoai, co rạ khăng, co ro và co ro rồi. Và bài thứ hai này thì mình tiếp tục chia sẻ cùng với các bạn về nhóm phụ âm cuối là me cùng, me cùng. Me cùng là những từ có phụ âm cuối là ngo ngu và giống với phụ âm cuối ng ở trong tiếng Việt, ví dụ như là từ nàng ế, nàng ế, nàng ế, có nghĩa là nữ diễn viên chính. Wang, wang, wang có nghĩa là đặt hay là để. Wang phèn, wang phèn có nghĩa là lên kế hoạch. Chắn wang nắng sử, chắn wang nắng sử, chắn wang nắng sử có nghĩa là kệ sách. Nắng, nắng có nghĩa là da. Nắng sử, nắng sử có nghĩa là sách. Pleng, pleng có nghĩa là nhạc, âm nhạc. Bột pleng, bột pleng có nghĩa là bài hát. Róng pleng, róng pleng có nghĩa là hát. Phăng, phăng có nghĩa là nghe. Phăng pleng có nghĩa là nghe nhạc. Càng kêng có nghĩa là quần. Gra prong có nghĩa là váy. Năng, năng có nghĩa là ngồi. Linh, linh có nghĩa là con khỉ. Tráng, tráng có nghĩa là con voi. Giang lốp có nghĩa là cục tẩy. Rong tháo, rong tháo, rong tháo có nghĩa là giày. Thủng tháo, thủng tháo, thủng tháo có nghĩa là tất. Clong, clong, clong có nghĩa là hộp. Má muông có nghĩa là xoài. Khèng rèng, khèng rèng, khèng rèng có nghĩa là khỏe mạnh. Tiêng, tiêng, tiêng có nghĩa là giường. Như vậy là me cùng chỉ có một phụ âm cuối duy nhất, đó chính là ngo ngu, rất dễ nhớ và giống với phụ âm cuối ng ở trong tiếng Việt. Hy vọng là các bạn sẽ nhớ được cách đọc và nhớ luôn các từ vựng trong video ngày hôm nay nhé. Để các bạn không bị nhầm lẫn giữa các phụ âm cuối nên mình sẽ chia các nhóm phụ âm cuối thành từng video. Những phụ âm cuối khác các bạn nhớ theo dõi ở video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Sawasdee ka.